Xin chào tất cả anh em nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với anh em một con khoan pin này, chuyên bắn bu lông nhá. Và hôm nay thì mình sẽ test thực tế luôn đây, trải nghiệm luôn, mình sẽ bắn ốc con bán tải Chevrolet này nhá. Đây, mình quay các bạn xem luôn này. Đây, ốc của nó nhá, dàn ốc của nó đây nhá. À, nguyên zin này, chưa tháo lần nào nhá. Đây. Đấy, vừa rồi là phải mượn con xe mới đét về đấy để làm clip test cho anh em xem đây. Dàn ốc nguyên zin đây, chưa tháo một tí nào luôn. Không một tí, lúc bắn ra lại nhiều anh em lại bảo ơi rồi tháo nới sẵn rồi, xong bắt đầu cho máy vào để bắn ra làm màu. Đây, quay thực tế luôn đấy nhá. Nguyên zin luôn này. Đấy, giờ mình sẽ sử dụng cái con khoan bù lông này để tháo cái dàn ốc của con Chevrolet ra đây. Thì đối với con máy này ấy, thì của nó gồm một thân máy này, hai pin 10 cell này, đây pin 10 cell đây, pin 10 cell là hai pin này và một sạc này. Rồi ok, đây thằng em này, đây còn cái bộ này là nhìn nó cũ là vì sao? Vừa bán cho thằng cô em này nhá. Cô em này nó chuyên làm về vá lốp ô tô đây. Và rửa máy, làm nội thất ô tô. Đấy, thằng em chuyên làm về ô tô. Đấy, rồi em test thử đi cho anh em xem đi. Đây. Đây sử dụng khẩu 19 anh em nhá. Đây, ốc nguyên zin này. Rồi, em tháo đây. Tháo luôn. Rồi, tháo tất luôn. Tụt luôn ốc đấy. Rồi. Bạn tụt lốp của mẹ anh em thấy không? Mẹ quá khỏe luôn. Đấy. Bạn gà gá vào. Bây giờ cho công luôn cho xem luôn. Bạn ra. Công luôn á? Công thử vào bạn đợi mà. Khoan ra luôn. Đấy. Mượn mãi được con xe này anh em. Mà ốc zin chưa tháo hồi nào. Mà bây giờ test này cho anh em xem rồi này. Đấy. Test công luôn nhá. Công một tí tháo ra nhá. Đấy. Tí công rồi xong rồi lại tháo ra cho anh em xem này. Để cho anh em thấy được thực tế luôn. Khách quan luôn. À. Bắn vào này, à, tháo ra này. Trời. Nhẹ nhàng mà như đẩy xe hàng luôn. Rồi ok anh em thấy khỏe chưa? Thì bây giờ anh em vừa rồi đã thấy thực tế nhá. Rồi về cái con máy này thì của nó là đây, gồm một thân máy này, có đèn nhá, hai pin 10 cell này và một sạc bàn này, với kèm theo là có một cái khẩu 22mm này. Thì bên mình đang bán là 950.000 nhá, bao ship anh em nhá. Con này là động cơ không chổi than nhá, pin 10 cell bán chắc quá. Chắc ăn, con đang đi rơi con mẹ bánh nhá, bỏ mẹ. Quá khỏe. Con này. Rồi anh em xem video thấy hay và hữu ích nhớ like, subscribe nhá. Còn mua hàng nhớ để lại số điện thoại nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi. 950.000 bao ship.